Không bao giờ hết đam mê. Sinh năm 1960 là doanh nhân người Việt gốc Hoa nổi tiếng tại Việt Nam, được mệnh danh là ông vua mía đường. Dù gia đình có truyền thống làm nghề đông y, nhưng ông lại có máu kinh doanh từ nhỏ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông đã cùng vợ thành lập cơ sở sản xuất cồn Thành Công năm 1979. Trong những năm đầu, vợ chồng ông phải rong ruổi ngược xuôi ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ để thu mua mật gì về nấu cồn. Nhanh chóng, cơ sở của ông trở thành đơn vị sản xuất cồn lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1985, nhằm phát triển theo hướng đa ngành, cơ sở cồn Thành Công đã được chuyển đổi thành công ty sản xuất thương mại thành Thành Công với vốn điều lệ là 120 triệu đồng. Không dừng lại ở sản xuất cồn, ông đã lấn sân sang mảng nhà hàng, cầm đồ và đặc biệt là làm hợp tác xã tín dụng. Cuối năm 1989, xa bẫy vào làn sóng lãi suất cao tới 12% một tháng của các tổ chức trong ngành, hợp tác xã tín dụng của ông cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ. Không muốn đầu hàng, ông đã kết hợp với một số đơn vị khác để cùng thành lập lên ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Ông đã là chủ tịch của ngân hàng Sacombank từ năm 1995 đến 2012. Dưới sự lãnh đạo tài ba và tâm huyết của ông, Sacombank đã trở thành một ngân hàng phát triển mảng bán lẻ lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ với số vốn điều lệ là 10.000 tỷ, sở hữu hơn 400 chi nhánh hoạt động tại 3 quốc gia. Sacombank cũng là ngân hàng đại chúng đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán năm 2006. Biến cố lớn nhất của ông trên thương trường là năm 2012, khi phải chuyển giao quyền điều hành Sacombank thì con cưng bị thâu tóm bởi đại gia Trầm B, trước đó còn là một người bạn cực kỳ thân thiết. Cú sốc quá lớn, ông phải mất 2 năm tĩnh tâm để tiếp tục trở lại phát triển thành Thành Công TTC. Trải qua nhiều thương vụ M&A để phát triển quy mô và chiếm lĩnh thị phần, đến nay TTC đã trở thành doanh nghiệp số 1 trong ngành mía đường Việt Nam. Giờ đây, TTC không chỉ có đường mà liên tục phát triển các dự án bất động sản mới, du lịch, năng lượng tại nhiều tỉnh thành. Như ngân hàng vẫn là đam mê của vị doanh nhân này, ông từng chia sẻ: "Ngân hàng là nghề mà tôi say sưa lắm. Những gì cao quý nhất, tôi sẵn sàng dành hết cho nó." Và nhân vật mà chúng tôi đang nói tới đó là doanh nhân Đặng Văn Thành.